Kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể Phật tử. Thì hôm nay Minh Thiền sẽ nói với đại chúng về cái đề tài đó là khiêm cung. Vậy khiêm cung là gì? Khiêm nó chính là khiêm hạ, khiêm nhường. Cung đó là cung kính, là tôn trọng. Khiêm cung là khi mình đối trước bất kỳ người nào, hoặc lớn hoặc nhỏ, hơn mình, bằng mình hoặc thua mình, về mọi mặt mình vẫn hạ thấp mình xuống, mình vẫn tôn trọng và cung kính người ta. Đó chính là khiêm cung. Và khiêm cung là một đức tính tốt đẹp mà Đức Phật Ngài ca ngợi. Cái hạnh khiêm cung gần với đạo. Đức Phật nói, ai tự khắc được bản ngã, tự xa rời được bản ngã, người đó gần với đạo. Bản ngã là gì ạ? Trong nhà Phật mình dùng cái từ là cống cao ngạo mạn, hoặc là cống cao ngã mạn. Đó là để chỉ cho những con người luôn tự cao tự đại về bản thân, luôn xem thường người khác, bắt người khác tôn trọng mình nhưng chưa có một lần nào mình tôn trọng người khác. Đó chính là bản ngã. Bản ngã cho ta hơn người, cho người mãi mãi thua ta. Bản ngã cho ta gần với Phật, với Thánh. Bản ngã cho ta là Phật, là Thánh, còn tất cả mọi người đều là phàm phu, đều là chúng sinh. Để rồi chúng ta mạt thị, chúng ta xem thường, chúng ta khinh khi. Đó chính là bản ngã. Mà người nào mang bản ngã càng nhiều thì người đó xa đạo. Đức Phật nói, người nào tự khắc được bản ngã, tự xa rồi được bản ngã, người đó gần với đạo. Hôm nay chúng ta sẽ mượn 60 phút của thời gian để nói với nhau về đề tài này. Và Minh Thiền sẽ kể một vài câu chuyện mà Minh Thiền tình cờ đọc được trên sách báo. Minh Thiền nghĩ nó có lợi ích cho chúng ta. Với những người không tu mà họ còn tự biết khiêm hạ bản thân, hảo chi chúng ta là người tu mà không biết khiêm hạ bản thân của mình thì rất là dở. Nhưng ở đây Minh Thiền nói thêm một ý. Trong những năm tháng gần đây, có rất nhiều những người tự tôn mình là giáo chủ, tự tôn mình là trưởng của cái phái này, cái dòng nọ, tự cho mình là đạo sư, tự cho mình là thiền sư, tự cho mình là chân sư. Họ sánh họ ngang với Phật và Bồ Tát. Họ cũng mượn màu áo của đạo, họ tự nói mình là người truyền bá đạo Phật, vân vân, đủ tất cả các hình thức. Nhưng cuối cùng họ cũng để phục vụ cho bản ngã của chính họ, là họ tôn họ lên là Phật, là Thánh, để có được lòng tin. Mà lòng tin đó là cuồng tin, là mê tín của một số người kém hiểu biết, không may mắn, để đi cùng với họ vào con đường của tối tâm tội lỗi. Đây là những điều mình nói để đại chúng lưu tâm. Sau này các vị có nghe đó, hoặc có thấy, hoặc tình cờ có gặp ai mà tự tôn tôi là giáo chủ cái này, giáo chủ cái kia, hoặc tự tôn tôi là người chứng đạo, người đạt đạo rồi đó, thì với những người đó mình nên xa rời. Minh Thiền mượn cái câu nói của Ngài Ấn Quang, một vị tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ngài nói thế nào? Trước mắt tôi tất cả là Bồ Tát, di mình tôi xa lạc là phàm phu. Ngài là tổ sư, Ngài được chúng sinh xem là hóa thân của Đức Phật Di Đà, lại có nơi xem Ngài là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, đi vào cuộc đời để rao giảng Phật Pháp cho chúng sinh, để dạy chúng sinh con đường thoát khổ.
Ngài là một vị Bồ Tát nhưng tự nói trước mắt tôi tất cả là Bồ Tát, chỉ mình tôi là người phàm mắt thịt mà thôi. Ngài khiêm hạ bản thân mình xuống, nâng người khác lên để làm gì? Để không có khinh khi, để không có miệt thị, để không có xem thường, mà chỉ còn một tâm cung kính tôn trọng tuyệt đối mà thôi. Còn chúng ta ngày nay tự tôn mình lên trên và hạ chúng sinh xuống. Như vậy thì Phật, Bồ Tát và chúng sinh rõ ràng ở trong tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta biết hạ mình xuống, chúng ta biết hạ mình xuống thì chúng ta gần với Phật, với Bồ Tát. Chúng ta tự đề cao mình lên rồi xem thường người khác thì chúng ta chỉ là phàm phu mà thôi, không có gần với đạo, không có gần với thánh hiền được. Cho nên ở chỗ này Minh Thiền mong đại chúng chỉ nhớ câu nói của Ngài Ấn Quang thôi. Hôm nay nói lê thê 60 phút là chuyện của Minh Thiền, nhưng các vị chỉ cần nhớ hai câu này thôi, không nhớ gì hết á. Trước mắt tôi tất cả là Bồ Tát, di mình tôi xa lạ phàm phu. Cái này dễ nhớ lắm, chút tôi sẽ chỉ một người nào đó đọc lại cho tôi nghe, tại vì tôi sợ tôi quên đó. Cho nên tôi đọc lại một lần nữa cho đại chúng, rồi chút tôi sẽ nhờ các vị đọc lại. Trước mắt tôi tất cả là Bồ Tát, di mình tôi xa lạc phàm phu. Các vị nhớ dùm câu này nha. Thưa đại chúng, một vị thủ tướng của Nhật, ông nghỉ hưu, được chính phủ Nhật cấp nhà, cấp xe và cấp vệ sĩ để bảo vệ ông. Nhưng ông từ chối hết tất cả. Ông từ chối hết. Ông không cần nhà, không cần xe và không người, không cần người cận vệ để bảo vệ mình. Ông ở ngôi nhà của ông mà từ do cha mẹ của ông để lại, và ông sống từ bé lớn lên thì bây giờ những ngày tháng cống hiến cho đất nước ông đã cống hiến xong. Tuổi về già ông xin được về vùng quê ở căn nhà của mình, nơi mình sanh ra, ở với một người vợ của ông. Vậy thôi. Rồi mỗi buổi sáng người ta bắt gặp hình ảnh của một vị thủ tướng đạp xe đạp đi chợ mua đồ, sống rất giản dị. Khi được mọi người hỏi tại sao Ngài không ở nhà do chính phủ cấp, Ngài không đi xe do chính phủ cấp, tại sao Ngài không cần những cận vệ để bảo vệ Ngài, thì vị thủ tướng đó trả lời: tôi sống trong những năm tháng cống hiến cho đất nước, tôi cống hiến bằng trái tim của mình cho đất nước này, cho dân tộc này. Tôi chẳng làm cái điều gì làm lỗi với ai, cho nên không cần cận vệ. Và có rất nhiều người trên đất nước này phải đi xe đạp, nên tôi đi xe đạp đó cũng là chuyện bình thường. Và căn nhà tôi ở đó chính là căn nhà còn ngon hơn căn nhà của rất rất nhiều người, họ không có nhà để ở kia mà. Rất là tuyệt vời thưa các vị. Phẩm hạnh của một con người không phải căn cứ vào ở căn nhà cho to, đi chiếc xe cho sang, hoặc có nhiều người bảo vệ nói lên được giá trị của một con người. Không, giá trị của con người nằm ngay trong đời sống hiện tại, khi người đó sống với những người xung quanh mình như thế nào, là cha, là chồng, là ông, là bạn bè, là người lãnh đạo, hoặc là một người công nhân, một người phục dịch, sống như thế nào để nói lên được phẩm chất, phẩm hạnh của con người. Chứ của tiền vật chất không nói lên được gì cả, không nói lên được gì cả. Và hẳn nhiên là khi chúng ta sống có trong tay quyền lực để, tạm dùng cái từ đó là để có thể để cho người khác còn tồn tại hay bắt người khác phải mất đi, mà khi ta có trong tay quyền lực đó, ta vẫn không ỷ lại vào quyền lực, ta vẫn nghĩ đó chỉ là cái để ta mượn nó phục vụ cho đất nước này, cho dân tộc này, và ta làm bằng trái tim
bằng cả khả năng của mình có thể để làm cho đất nước phát triển, làm cho đất nước được giàu đẹp. Và khi hết cái thời gian trách nhiệm đó, chúng ta vẫn là một người sống bình thường. Thưa các vị, những người đó không có dễ làm đâu, không có dễ làm được đâu. Có những tên là cái quan nhỏ thôi nhưng mà nó hết dịch cái nó làm mình cũng khổ lắm, chứ không phải đợi đến khi nó làm tới chủ tịch nước, làm thủ tướng đâu nghe. Nói tôi nói thiệt đó. Bởi vậy cho nên khi chúng ta là một người bình thường như thế này nè, mà chúng ta đã là người có lúc tự cao tự đại về bản thân, hà huống chi những người họ có quyền lực trong tay nữa. Cái đó dùng cái từ là họ khó tu lắm, khó tu thiệt. Thế giới này bao nhiêu vị tổng thống, bao nhiêu vị thủ tướng, nhưng tại sao báo đài chỉ ca ngợi được có một vài vị mà thôi? Tôi tình cờ đọc được tờ báo, đó chính là người ta ca ngợi về thủ tướng của Nhật, người ta ca ngợi tổng thống của Uruguay hay gì đó, không nhớ rõ lắm. Nói ông là một vị tổng thống nghèo nàn nhất, mà khi ông còn đương chức hay khi ông nghỉ hưu á, thưa các vị, là ông đi khám bệnh vào bệnh viện, ông vẫn bốc số như bao người khác. Bốc số rồi ngồi đợi khám bệnh. Nhân viên bệnh viện biết đây là tổng thống, vị tổng thống khả kính của mình, ra mời ông vào khám. Ông khoát tay, không, tôi đến đây tôi cũng là người bệnh, bao nhiêu người khác cũng là người bệnh, thì tôi tới sau, bốc số sau thì tôi đi sau. Đương chức người ta là tổng thống mà còn như vậy. Thí dụ tôi nghĩ bản thân tôi mà ngày nào đó có cái quyền lực ở đó, không biết tôi có sống được như vậy hay không. Nhưng mà chắc độ đời tôi không có được vậy đâu. Đó là mình nói chơi. Nhưng mà nói để trở lại trong cái đề tài hôm nay chúng ta nói, đó chính là sự khiêm nhường, cung kính, hạ mình xuống tôn trọng người khác. Muốn có bạn để mà chơi thì phải hạ thấp mình hơn họ. Phải hạ thấp mình hơn họ mới chơi được với bạn, chơi bền bỉ, chơi lâu dài. Còn như mình xem thường họ và nâng cao bản thân mình, không ai chơi với mình cả. Trong đạo tràng các vị thử tu tập, các vị làm thử điều này đi. Các vị hạ thấp mình xuống, với ai các vị cũng tôn trọng, cũng khiêm nhường, cũng cung kính. Tự nhiên lâu ngày cái có tiếng thơm, cái cô đó, cái chú đó dễ thương lắm nghe. Cái cô đó, cái chú đó lớn tuổi hơn mình đó, nhưng mà lúc nào cũng tôn trọng mình, nói chuyện với mình cứ dạ thưa, A Di Đà Phật, Mô Phật không hết. Thì các vị đi đến đâu ai cũng thương các vị cả. Trong gia đình các vị cũng vậy. Các vị sống với con, với cháu, nhưng mà các vị không ỷ lại ta là ông, là bà, là cha, là mẹ, để bắt buộc điều này, bắt buộc điều kia, để ràng buộc điều nọ. Các vị sống vui vẻ, hòa đồng với con, với cháu của mình, để dạy bảo con cháu của mình. Tự nhiên con cháu của mình rất là thương ông bà cha mẹ của nó, nó thích được gần gũi. Có những đứa nó đi học, cuối tuần nó mới được nghỉ, nhưng cuối tuần nó nghỉ hỏi, ủa sao cuối tuần con không về nhà? Thôi về nhà chán lắm thầy ơi, ba mẹ ở nhà khó khăn lắm, mỗi lần về cứ hạch cái này hạch cái kia, bắt thế này bắt thế nọ. Có đứa thì cuối tuần con có đi đâu không? Dạ cuối tuần con về nhà, ở nhà con ông ngoại con, bà ngoại con vui tính lắm, dễ thương lắm, mỗi lần về gặp ông ngoại bà ngoại là thấy ông là con thấy vui hả, có thêm cái động lực để đi học tiếp. Như vậy là tất cả sự gần gũi của con cháu chúng ta hay người thân á, không phải do người đó yêu hay ghét, chán bỏ mình, mà chính do mình trước cái đã nha. Còn cái chuyện yêu ghét của họ là chuyện thứ hai, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba rồi. Mà giai đoạn đầu tiên là chúng ta sống có dễ thương hay không dễ thương, cái đó nó là quan trọng. Có cái ông đó, ổng là một đại gia. Hôm đó ông tới chùa, thấy cũng có nhiều người chào hỏi ổng, nhưng mà trong đó có một người thanh niên sống đời lam lũ, một nông dân bình thường thôi, gặp ông, anh ta không có chào. Thế ông hỏi là tại sao anh không chào ta?
Trong khi bao nhiêu người khác biết ta là đại gia cúi đầu chào mà anh không chào, anh có biết ta là đại gia không? Anh thanh niên anh kêu tôi biết chứ, nhưng mà cái giàu của ông đâu có ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Anh kêu nếu như vậy bây giờ ta cho anh một ít tài sản, anh có tôn trọng ta không? Anh kêu không, ông cho tôi tài sản thì đó là quyền của ông, còn tôn trọng ông hay không là quyền của tôi chứ. Ông kêu ta cho ngươi một nửa tài sản, ngươi tôn trọng ta không? Anh thanh niên trả lời ông cho tôi một nửa tài sản thì tài sản của tôi với ông ngang bằng nhau rồi, tôn trọng nhau cái gì nữa, không tôn trọng. Ông già kêu nếu như ta cho ngươi hết tài sản thì sao? Ông mà cho tôi hết tài sản thì tôi thành người giàu, ông thành kẻ nghèo mất rồi, thì giờ đó ông tôn trọng tôi chứ. Ông già ông cảm thấy khó chịu với tên thanh niên này. Nhưng cuối cùng anh chàng thanh niên nói một câu mà khiến ông già phải thức tỉnh các vị ạ. Ông à, đúng ra ông lớn tuổi là tôi phải xem ông như là cha mẹ của tôi phải tôn trọng ông rồi. Nhưng tôi thấy ở nơi ông có một điều, đó là ông ỷ vào của cải của mình có, xem thường người khác, bắt nạt người khác. Ông phải nhớ rằng cái của cải nay mình có, mai mình mất. Và bây giờ tôi không có, nhưng đến biết đâu tôi đến tuổi của ông, tôi nhiều tài sản hơn ông thì sao? Thế cho nên tôi mong ông đừng lấy của cải để làm thước đo lường đạo đức của lòng người. Ông phải lấy nhân phẩm, lấy cách sống của ông, sự quan tâm của ông đối với người khác. Ông hãy thương yêu người khác và đem của cải của ông có thể giúp đỡ được nhiều người khác, thì ông không cần ai cung kính, họ vẫn cung kính ông. Câu nói rất là hay đúng không? Như vậy thì ở đây tôi cũng mượn lời nói này để gửi đến các vị. Đó chính là chúng ta không dùng của cải, không dùng cái mà chúng ta gọi là mình có được. Có được từ cái chỗ gì? Ta làm ông nè, ta làm bà nè, tôi đã từng tham gia chiến tranh nè, tôi là cựu chiến binh nè, tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa nè, tôi là đại quý, tôi là thiếu quý nè, tôi là thế này, tôi là thế khác, tôi là vân vân. Chúng ta đừng đồng quá mình với những cái là đó, để rồi bắt người khác phải tôn trọng. Tại sao tôi không là tôi? Tại sao tôi không là một người Phật tử dễ thương? Tôi không là một người con Phật ngoan hiền? Tại sao tôi không là một người biết khiêm hạ trước người khác, mà cứ tôi là thế này, tôi là thế khác, để rồi bắt người ta phải cúi đầu trước mặt mình? Đó là cái dở. Khổng Tử nói trong cái đạo sự thế tệ nhất, đó chính là nhìn thấy lỗi người mà không nhìn thấy được lỗi của mình. Ta luôn tôn trọng bản thân mình, không bao giờ ta thấy được cái sai của mình, thưa các vị. Không bao giờ ta thấy được cái sai của mình, ta chỉ đi nhìn thấy cái sai của kẻ khác thôi. Ta nhìn thấy cái sai của kẻ khác thôi. Chính vì thế mà chúng ta bây giờ phải học cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát thường bất khinh. Bồ Tát thường bất khinh là ở trong kinh nào nói ha? Pháp Hoa hả? Phải Pháp Hoa không? Trong kinh Pháp Hoa nói Bồ Tát thường bất khinh. Mà Bồ Tát thường bất khinh là tiền thân của ai? Đức Phật nào? Đức Phật Thích Ca. Ngài đi đâu, ngài gặp ai, ngài cũng chắp tay lên mô Phật. Kính thưa các ngài, con không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ là những vị Phật trong tương lai. Kính lại các ngài, con không dám khinh các ngài, vì trước sau gì các ngài cũng thành Phật. Đức Phật Thích Ca khi hành đạo Bồ Tát, ngài làm như thế. Gặp ai, người tốt, người xấu, người già, người trẻ gì không cần biết, giàu có sang hèn không cần biết, nhưng gặp là chắp tay lên, con lại các ngài, con không dám khinh các ngài. Các ngài sẽ là những vị Phật. Không có ai khiêm cung bằng Đức Phật Thích Ca của mình. Ông cha già của mình, ổng đã làm như thế từ khi còn là một vị Bồ Tát. Thì chúng ta bây giờ phải học cái hạnh này từ khi là một phàm phu, một chúng sinh.
có cung kính chúng sinh, có tôn trọng chúng sinh, có thương yêu chúng sinh thì mới hành được đạo Bồ Đề, mới đi vào cuộc đời để làm được cái đạo Bồ Tát. Không tôn trọng, không thương yêu chúng sinh, không hành được đạo Bồ Tát, không làm trọn vẹn được đạo Bồ Đề, không làm được. Tất cả chư Phật vào cuộc đời là vì tình thương dành cho chúng sinh, tình thương dành cho chúng sinh. Mà Đức Phật Thích Ca Ngài bắt chúng ta, nếu như thấy người nam, nếu như thấy người nam trong cuộc đời này lớn tuổi hơn mình, xem đó là ông bà. Lớn tuổi hơn mình xem đó là cha mẹ, ngang với mình xem đó là bạn bè, thân thích. Nhỏ hơn mình xem đó là em của mình, lớn hơn mình chút xem đó là anh của mình. Đối với người nữ, xem người nữ lớn hơn mình là bà, là mẹ, là chị, bằng mình xem là bạn, nhỏ hơn mình xem là em. Có chỗ Ngài nói như vậy, nhưng có chỗ Ngài nói là hãy nhìn tất cả người nam là cha của mình, hãy nhìn tất cả người nữ dù lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình là mẹ của mình. Để mình tôn trọng, để mình cung kính, để mình không có dám xem thường. Xem thường rủi trong những người mà mình bị mình xem thường đó có một vị Bồ Tát thì sao? Tội lỗi chết đó, đọa địa ngục ngàn muôn kiếp không có ngày ra đó. Có một cái ngày gọi là cái ngày của trái đất, cái giờ của trái đất, do cái quỹ mà bảo vệ môi trường của thế giới thành lập cái ngày này. Và bây giờ cái ngày này được hơn 130 quốc gia trên thế giới hưởng ứng. Nó là chính là cái ngày thứ bảy, buổi tối thứ bảy vào cái ngày cuối của tháng 3 trong năm, là người ta sẽ có một tiếng đồng hồ để tắt điện. Những cái quốc gia mà tham gia đó là tắt điện hết. Tắt điện hết, từ 8:30 đến 9:30 là tắt điện hết. Tắt điện để hưởng ứng cái giờ của trái đất. Để mình không tiêu phí nguồn điện, nguồn nước. Để mong cái lòng của người á làm việc đó là chỉ mong là mình góp một chút gì đó để cho đất mẹ, cho thiên nhiên được tươi xanh mãi mãi. Thưa các vị, có một lần tới cái giờ của trái đất, cái nhà của cô làm công nhân á, cô làm tập sự á, thì cô tắt điện. Sát bên cạnh nhà cô, ông chồng làm kỹ sư, bà vợ làm bác sĩ, mấy đứa con tàn là ăn học thành đạt nhưng không tắt điện. Trong khi cả xóm tắt điện hết. Thế là khi tắt điện đó thì cái gia đình không tắt điện, cái gia đình mà cái ông kỹ sư á, mới nói với cái gia đình người công nhân bên cạnh á, mắc gì chúng ta phải làm điều vô ích này. Mắc gì chúng ta phải làm điều vô ích này. Làm việc này nó không có lợi ích cho ai cả, nó chỉ làm tối tăm cho gia đình của chúng ta thêm thôi. Cô công nhân cười và không nói gì hết. Và sau đó tất cả những trang báo của các nước mà hưởng ứng về cái giờ của trái đất đó, họ ca ngợi gia đình người công nhân, nhưng họ xem thường gia đình của người có học thức, đeo trên người của mình thân phận là một kỹ sư, thân phận là bác sĩ, thân phận là những người học thành đạt, nhưng lại không hiểu biết được chuyện. Cũng vậy đó, bước ra đường chưa chắc anh kỹ sư anh là anh đã là hay, anh đã là ngon, anh đã là giỏi đâu nha. Chưa chắc anh bác sĩ là ngon là giỏi, chưa chắc anh làm quan là anh là ngon là giỏi đâu. Anh ngon hay không ngon, anh giỏi hay không giỏi thì coi vào trong cách sống, cách ứng xử, cách giao tiếp của anh đối với mọi người như thế nào mới biết được. Chứ còn anh là kỹ sư, anh là quan to, anh là ông này, anh là bà kia, tôi không còn biết anh là ai, nhưng mà trong gia đình, trong đời sống, đối với cha mẹ anh không tôn trọng, không cung kính. Đối với anh chị em, anh chẳng bao giờ biết thương yêu. Đối với vợ, với con, hoặc đối với chồng, anh không bao giờ làm tròn bổn phận trách nhiệm.
thì dù anh có là tổng thống đi chăng nữa thì đối với tôi cũng là một người nghèo nàn về trí tuệ, nghèo nàn về hiểu biết, nghèo nàn về trí thức, vậy thôi. Anh có là ai thì cũng vậy à. Cho nên cái quan trọng ở đây ta không phải ta đang là cái gì đó, đang là ông này bà nọ, mà quan trọng là chúng ta đang sống như thế nào. Và nói đối với Phật tử chúng ta thì quan trọng là chúng ta đang tu tập như thế nào. Đang tu tập như thế nào, cái đó nó quan trọng. Chứ còn về tuổi tác, về danh phận, cái này nó không có là gì cả. Không là gì cả. Anh chàng đó anh đục một thân cây gỗ, anh đục thân cây gỗ, anh ngồi anh đóng thành ba cái thùng, ba cái thùng. Anh lấy cái thùng đầu tiên anh đựng phân, anh để, anh cũng đem ra đường anh để. Anh lấy cái thùng thứ hai anh đựng nước, anh cũng đem ra đường anh để, khoảng cách xa xa ra. Anh lấy cái thùng thứ ba anh đựng rượu, anh đựng những thứ rượu mà được lên men từ trái cây đó, anh đựng, anh để ba cái thùng. Người đi đường ai đi ngang cái thùng phân cũng bịn mũi tránh xa. Nhưng có vài người ghé vào cái thùng nước để uống, và rất nhiều người ghé vào cái thùng rượu để uống. Cuối cùng trong hai cái thùng có người ghé đó là thùng nước và thùng rượu, còn cái thùng phân chẳng ai thèm ghé. Chúng ta bây giờ sống như thế nào để trở thành thùng nước và thùng rượu, chứ đừng có trở thành thùng phân. Trở thành thùng phân thì dễ sống lắm. Tham nhiều một chút, sân si nhiều một chút, ích kỷ nhiều một chút là thùng phân mất rồi. Sống để tươi mát một chút, nhẹ nhàng một chút, biết thương yêu một chút, bớt tham, bớt sân, bớt si đi một chút, chúng ta trở thành những cái thùng hữu ích, tươi mát và ngon lành, ai cũng thích. Đó chính là thùng nước và thùng rượu lên men từ trái cây. Và tôi đảm bảo là trên thế giới này không có ai muốn mình trở thành thùng phân cả. Ai cũng muốn mình trở thành một cái thùng nước mát, thùng thuốc bổ, thùng linh đơn, linh dược để giúp cho đời hết đó. Muốn thì muốn như vậy, nhưng cách sống của chúng ta như thế nào để trở thành, đó là quan trọng. Cũng vậy, chúng ta luôn muốn mình tu để thành Phật, thành Bồ Tát, nhưng quan trọng chúng ta sống và tu như thế nào để được thành Phật, thành Bồ Tát chứ. Muốn không thì không đủ đâu, muốn không thì không được đâu. Chúng ta thường bắt người khác phải sống tốt, phải đối xử tốt, cái gì cũng phải tốt đối với mình. Nhưng chúng ta hỏi lại mình là mình đã sống tốt với người, với đời hay chưa? Cái đó quan trọng. Mình luôn bắt người kia phải như vậy, như vậy. Mình luôn bắt người kia phải hoàn hảo, nhưng mình chưa bao giờ hỏi lại bản thân mình hoàn hảo hay chưa? Cho nên chơi với bạn tốt á, như đi vào hàng hoa. Khi mà chúng ta đi ra rồi mùi hương vẫn còn động lại trên người. Chơi với bạn xấu như đi vào hàng cá, đi ra rồi mùi tanh vẫn còn bám trên người. Như vậy thì bây giờ chúng ta không bắt buộc bạn của mình phải là hàng hoa, bạn của mình là hàng cá. Chúng ta không bắt buộc, không phán xét. Nhưng chúng ta phải bắt bản thân của mình là hàng hoa, để ai cũng thích chơi với mình, và chơi với mình họ có mùi hương thơm lây. Xin thưa, làm được không ạ? Dễ. Chúng ta sống ở gia đình làm sao đó để khi con cháu mình đi ra đường, nó tự hào về ông về bà nó. Có thể ông bà nó học không cao, không có địa vị trong xã hội, vân vân, là những người lớn tuổi, là những người sắp gần đất xa trời, nhưng nó luôn tự hào với mọi người, với bạn bè là ông bà cha mẹ tôi thật là tuyệt vời trong cái nhìn của tôi. Rồi đến khi sau này chúng ta có vĩnh biệt cuộc đời, chúng ta có ngẫm cụ tỏi đi rồi đó, con cháu vẫn tiếc thương nhớ hoài,
để sau này những ngày giỗ của chúng ta nó tập trung về, nó dạy lại con nó dạy lại cháu nó. Ngày xưa ông nội bà ngoại sống dạy 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 đó con, để nó, chúng ta là tấm gương cho con cháu mình nó soi vào nó học. Nếu là Phật tử mà không làm được điều đó, đó chính là cái khuyết điểm, đó chính là cái dở. Chúng ta phải làm được điều này, vì thưa với đại chúng, điều này nó không khó làm, không khó làm. Chỉ cần chúng ta nhớ lời Phật dạy là sống biết thương yêu và tôn trọng mọi người, biết hạ mình trước mọi người là được. Chỗ thấp là nước sẽ chảy về. Chỗ thấp nước chảy về có nghĩa là một con người biết khiêm hạ rồi đó, biết khiêm cung rồi đó, có đức tính cao đẹp này trong con người của mình rồi, mọi phúc lành, mọi phước báo, mọi thứ may mắn nó sẽ đến với mình. Đó là hình ảnh chỗ thấp nước chảy về. Đơn giản quá mà, không có gì khó khăn cả. Thiền kể các vị nghe là ông hòa thượng sáng cái ông mới gọi ông tiểu: "Tiểu ơi, con lên con coi quét lại lau cái phòng cái thất cho thầy đi, thầy có việc thầy đi ra ngoài một chút, chắc độ trưa trưa thầy mới về." Ông tiểu: "Dạ dạ dạ dạ, thì có ông thầy ở đó mà." Ông tiểu cầm chổi lên cũng quét xẹt 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 xẹt. Ông thầy cũng thấy vậy cũng đi. Ông thầy cũng đi, thì ông tiểu ở nhà ông quét được mấy cái rồi xong ông bỏ chổi, ông ngồi ông chống chổi xong ông dựa vô cửa thất của ông sư phụ ông ngủ hồi nào ông không biết luôn. Ngồi ông ngủ. Ông sư phụ đi được một đổi thì nhớ là mình còn quên đồ. Mình còn quên đồ, đi về thấy ông tiểu đệ tử mình nằm ngang cửa ông ngủ. Ông rón rén ông bước dưới chân ông tiểu mà ông bước qua, ông này cũng nằm ngang cửa mà, ông bước nhẹ qua. Ông vô ông lấy đồ xong ông rón rén bước ra mà, thì thưa các vị cái gì chứ rón rén nó dễ đụng lắm. Ông rón rén bước ra sau cái chân ông quẹt trúng cái chân ông tiểu lật đật ngồi dậy. Ông tiểu thì giật mình xanh mặt vì tại sao sư phụ nói đi mà sư phụ còn ở đây. Cái lỗi thứ hai của mình đó là cái lỗi mà sư phụ kêu mình lao phòng, lao thất mà mình còn nằm đây ngủ, sợ. Ông sư phụ thấy ông tiểu giật mình nhìn ổng cái ổng mới chắp tay: "Mô Phật con ơi, thầy sám hối con, thầy xin lỗi cái này phá giấc ngủ của con." Ta thử đi, ta thử làm với con mình đi, ta thử làm với cháu mình đi. Một ngày nào đó tình cờ, vô tình hoặc cố ý, ta làm phiền lòng con của ta, ta làm cháu của ta buồn, hoặc ta hiểu lầm về nó một vấn đề gì đó. Khi ta biết mình sai, mình không trúng rồi, mình có dám bà xin lỗi cháu không? Bà xin lỗi con không? Hay là mẹ hoặc là ba xin lỗi con không? Dám không? Có một điều rất là lạ, chúng ta rất thơm thảo, rất quan tâm và rất dễ thương đối với một người nào đó mới quen biết, không có ơn, không có nghĩa chi hết, nhưng mà cái thổ ban đầu mới quen đó chúng ta cảm thấy là chúng ta tuyệt vời lắm, cảm thấy họ là cái gì đó chúng ta không dám xúc phạm tới họ. Nhưng các vị quên rằng người thân của mình, những người sống chung với mình, là con, là cháu, là cha, là mẹ đồ của mình đó, những người đó mới là những người đồng cam cộng khổ với mình, chịu nắng chịu sương với mình, chịu khổ chịu cực với mình. Nhưng mình luôn khắc khe khó chịu với những người thân của mình, những người thương của mình. Đợi đến một ngày nào đó mình mất họ đi rồi, mình mới biết tại sao ta chưa bao giờ thương cái người thương này cho trọn vẹn. Tại sao ta chưa bao giờ có một cái gì đó dễ chịu, đáng yêu với người thương này của mình. Đi ra ngoài đường có thể người ta chửi, người ta la gì đó, cái đó mình không phải là mình tu giỏi mà do mình sợ bị người ta quánh gãi răng, cái mình nhịn, mình nghiến răng mình nhịn. Nhưng mình đem về nhà mình trút lên con, lên cháu của mình, trút lên người thương của mình. Ủa gì kỳ vậy? Cái ông đó, cái bà đó chửi mình thì mình có ngon cả gan đứng lại, xăng tay áo lên, mình chơi tay đôi liền đi. Chứ mắc gì lúc đó mình sợ, mình sợ mất răng, không còn răng ăn cháo rồi mình đem nó về.
Nếu như mình sợ mình im được là mình phải về nhà mình im luôn, mình tươi mát được với con với cháu mình luôn. Người ta chửi mình nghiến răng, không còn cái răng nào cũng nghiến răng cười. Nhưng rồi cái ấm ức đó đem về gửi tặng vào con vào cháu. Tội nghiệp nó lắm chứ. Nó đi làm, nó đi học, nó kiếm ra được mấy đồng, rồi nó lo chi tiêu cái này cái kia xong hết rồi nó nghĩ đến ta là lúc nào một tháng nó cũng dành cho chúng ta một khoản. Đôi khi không nhiều, nhưng cái khoản này nè là để con lo cho ba, cho má, để có tiền ba má đi chùa nè, đi xe buýt nè, có tiền ba má ăn tiêu rồi nè. Vậy đó mà mình không biết thương, về mình la, mình rầy. Rồi con cháu mình nó xa lánh mình, cái mình nói đồ bất hiếu. Tao già mà tụi bay không bao giờ thăm, không bao giờ lo lắng. Lo gì, gần mình như gần con sư tử. Mình muốn cắn lúc nào mình cắn, xé xác người ta lúc nào mình xé xác, ai dám gần. Thôi nha, bỏ mấy cái đó giùm đi. Bỏ. Giờ mình hứa mình bỏ, mình bây giờ mình sống làm sao để con cháu của mình có cái thời gian rảnh là nó nghĩ về mình, nó chạy về mình, để nó gần gũi mình. Đó là mình sống thành công, mình tu tập tốt. Còn không được điều đó là mình thua. Ở đây bây giờ chúng ta không bắt ai phải sống tốt với mình. Vì cuộc sống này, sanh ra giữa cuộc đời, ngoài cha mẹ chúng ta là người có trách nhiệm, có bổn phận để lo lắng cho được cuộc đời chúng ta, thì không còn ai phải có cái quyền chịu trách nhiệm đó hết, thưa các vị. Không có ai phải chịu trách nhiệm để lo lắng cho chúng ta đâu. Mà chúng ta phải là người tự chịu trách nhiệm với bản thân của mình. Phải tự chịu trách nhiệm với bản thân của mình. Sanh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, sanh ra trong một cái vùng miền nghèo nàn, thiếu về mọi mặt của đời sống, đó không phải là cái lỗi của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sống để rồi trở thành một người nghèo nàn về hiểu biết, nghèo nàn về đạo đức, nghèo nàn về trí tuệ, đó chính là cái lỗi của chúng ta. Trong cuộc sống này, ta lang thang làm phàm phu nhiều kiếp không tu, thì đó là do cái nghiệp, cái duyên của chúng ta. Và sanh ra trong đời này, chúng ta gặp Phật Pháp sớm hay muộn, đó cũng tùy nghiệp tùy duyên. Nhưng gặp Phật Pháp rồi mà vẫn còn đau khổ, vẫn tu không có an lạc, không có kết quả, thì đây là cái tội lớn của chúng ta, đây là cái lỗi của chúng ta. Không chịu nếm hương vị của chánh pháp là cái tội chúng ta không biết vâng theo lời của Phật dạy để cố gắng tu. Chứ không có cái chuyện, không có cái chuyện là mình tu không được cái mình đổ thừa. Mình đổ thừa là do tu khó, là do lời Phật khó thực hành, là do bỏ tham, bỏ sân, bỏ si khó. Tu là chuyện không dễ, không có. Cái đó tất cả đều là cái đổ thừa hết. Đổ thừa hết. Chúng ta họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, họ Phạm, cuối cùng thành họ Đỗ. Đỗ đó là đổ thừa đó, rồi đổ lỗi. Con đường của đạo ai bước chân đến sẽ có được an lạc, có được giải thoát, có được giác ngộ. Nhưng chúng ta có được con đường của đạo rồi mà có chịu bước chân hay không, đây là lỗi của mình. Tu làm sao mà tu 10 năm 20 năm, tu 10 năm 20 năm mà nói tu sao khổ quá thầy ơi. Đi chùa hoài, niệm Phật hoài mà không thấy an lạc. Coi chừng niệm Phật thì ít, niệm cái khác thì nhiều đó. Niệm Phật thì ít, niệm cái khác thì nhiều, cho nên không có an lạc. Thử ngon đi, ngon bỏ hết mọi thứ ngồi niệm Phật không đi, đừng niệm cái gì khác, cái có an lạc không? An lạc giải thoát liền luôn á. Ngay chỗ ngồi đó mọc tòa sen liền luôn. Thử làm đi. Thưa đại chúng, không còn nhiều thời gian, nhưng mà Minh Thiền tóm lại,
Khiêm cung là một đức tính tốt đẹp, một đức tính tốt đẹp mà Đức Phật và chư vị Bồ Tát khi chưa thành đạo Bồ Đề vẫn là người đã thực hành rồi, hạ mình trước chúng sinh để thương yêu chúng sinh, tôn trọng chúng sinh. Đó là việc làm của các vị Bồ Tát vào đời. Khiêm cung là cái hành đạo không thể thiếu, là cái hành đạo không thể thiếu trên con đường của một hành giả tiến tới Phật quả. Hay nói đúng hơn, nó chính là một hạnh lành cần thiết nhất, nó chính là một đại nguyện cực kỳ to lớn cho một hành giả tu tập. Bởi có vì chúng sinh, thấy chúng sinh đau khổ, vì chúng sinh thương chúng sinh nên phát đại nguyện tu để thành đạo, để cứu độ chúng sinh. Nên khiêm cung nó cũng là đại hạnh, đại nguyện, thưa các vị. Cho nên chúng ta không được xem thường cái đức tính tốt đẹp này. Và phải nhớ rằng ta không phải chỉ cúi đầu với người lớn hơn ta, ta không phải cúi đầu trước người có quyền lực hơn ta. Chúng ta phải cúi đầu, phải tôn trọng và thương yêu tất cả mọi người, dù người đó hơn ta, dù người đó thua ta, người đó có hơn ta về mặt này hay thua ta về mặt khác, hay nói đúng ra là tất cả mọi người trước mặt ta, ta đều phải tôn trọng, không cần xét nét, không cần phân biệt họ hơn hoặc thua, họ lớn hoặc nhỏ, vân vân. Trái ngược với đức tính khiêm cung, đó chính là một tính tình hống hách cao ngạo. Nó bị một cái điều rất là tệ hại, đó là làm cho chúng ta phải xa rời tất cả mọi phúc lành từ cái tâm cao ngạo của mình. Tính nghĩ nhưng mà nói cái nhớ câu chuyện kể tiếp, chưa nghĩ. Có cái ông đạo sĩ Bà La Môn, ông thấy anh Phật tử đó hàng ngày sao cứ cúng dường cho quý thầy tỳ kheo hoài. Hôm đó cái ổng muốn cái lợi về ổng đó, ổng đi tới nhà anh Phật tử, anh nói: "Nè, cái gã kia, ta thấy ngươi tốn rất nhiều tiền của, tốn rất nhiều thời gian để phụng sự cho các vị sa môn. Điều đó không có lợi ích gì cả. Các vị sa môn đó là người không có tu chánh đạo, ta mới là người tu chánh đạo. Ta là người có được thần thông, biết được quá khứ, biết được hiện tại và ta biết luôn cả vị lai. Thế cho nên những cái phẩm vật mà ngươi dâng cúng cho các vị sa môn thì thôi đừng dâng cúng cho sa môn nữa, hãy dâng cúng cho ta. Ta sẽ làm đạo sư cho ngươi. Ta là người đã chứng được đạo." Nói ngon lành. Anh Phật tử nhà mình dễ thương lắm. Anh nói: "Dạ, nếu như ngài nói như vậy thì con nghe như vậy. Nhưng bạch ngài là ngày mai con có thỉnh các vị sa môn đến để dâng cúng phẩm vật tại nhà. Con vậy thì ngày mai con trong cái giờ đó con thỉnh ngài tới để con được dâng cúng phẩm vật luôn." Cái anh đó nói là: "Chỉ được thỉnh các vị sa môn một ngày mai nữa thôi, còn tất cả các ngày sau đó không được thỉnh sa môn, con chỉ phục vụ một mình ta thôi." Anh Phật tử anh cũng dạ dạ. Tu có dễ thương ghê không, ai nói cũng dạ. Thế là ngày mai cũng đúng giờ, ông đạo sĩ Bà La Môn đến nhà của anh Thọ Trai, đến cái ông dành cái chỗ chính giữa ông ngồi mất. Thường ngày xưa Phật tử mà thỉnh quý thầy về nhà đó là dọn, thí dụ một thầy thì để một ghế ở giữa, còn thỉnh nhiều thầy thì chọn một cái chỗ giữa đó là để cho vị lớn nhất, vị cao tuổi, vị thâm niên là trưởng lão. Này anh vô, anh đạo sĩ Bà La Môn anh vô anh dành ngồi giữa mất. Cái quý thầy tỳ kheo thì cũng đâu có tranh giành chi, cũng vô ngồi hai bên. Đến giờ cái anh Phật tử anh dâng thức ăn lên, thỉnh dâng thức ăn. Trong cái bình bát của mỗi thầy tỳ kheo là anh để thức ăn ở trên đó rất là nhiều. Cái tới cái anh đạo sĩ Bà La Môn thì ông để cái bình bát mà cơm trắng không à,
không có thức ăn, không có thức ăn. Cái thỉnh thọ trai thì quý thầy tỳ kheo ăn, ngồi ăn trong chánh niệm. Anh này anh không ăn. Cái anh Phật tử hỏi: dạ thưa ngài, tại sao ngài không ăn? Cái kêu: ngươi xem thường ta quá. Tại sao mấy cái ông sa môn kia trong bát có đầy thức ăn, mà trong bát của ta toàn là cơm trắng, ta không ăn nữa? Đây là một sự xúc phạm của ngươi dành cho ta. Cái anh Phật tử anh nói: dạ thưa ngài, ngài nói ngài chứng được đạo, ngài có con mắt có thể nhìn ngược về quá khứ, ngài có con mắt nhìn để biết những chuyện trong tương lai, và ngài biết trong hiện tại mọi thứ đang diễn bài. Nhưng có điều cái bình bát trước mắt ngài, ngài không biết. Cái anh lấy cái đồ đũa anh trọn bát cơm lên, thì sau một dưới lớp cơm trắng toàn là thức ăn. Cái kiểu đây, thức ăn con dân cúng cho ngài ở trong bát mà ngài nói không có thức ăn, như vậy thì ngài đâu có biết quá khứ, biết hiện tại, biết vị lai gì đâu. Thôi bát cơm này con xin lấy lại, không cúng dường cho ngài nữa. Bữa nào mà các vị nhớ gặp ông thầy Minh Thiền mà ông nói ông bay được trên mây rồi đó, nhớ coi chừng nha, giật dây cho ông té xuống chứ. Thưa, từ cái hình ảnh của một đạo sĩ Bà La Môn tự cao tự đại, chúng ta học được cái điều gì? Tự cao tự đại nó sẽ làm mất đi cái phẩm hạnh tốt, cái đạo đức của chúng ta đang có. Tự cao tự đại nó sẽ làm mất đi những mối quan hệ ngoại giao mà chúng ta đang có. Nó làm người ta xa lánh mình ngay. Người ta thấy mình tự cao hống hách, người ta thấy mình xạo là người ta không ghiền, người ta không gần. Rồi mình tự đánh mình ra khỏi cuộc sống này, tự mình làm cho mình phải đi ra khỏi tình thương của người thân, của gia đình, của bạn bè, cũng chỉ vì cái tự cao tự đại này thôi. Và nên nhớ, nó không có lợi ích gì cho chúng ta, mà nó chỉ làm cho giá trị, cho đạo đức, cho phẩm hạnh của chúng ta ngày càng mất đi và ngày càng bị xói mòn mà thôi, không được gì cả. Khi con người biết khiêm cung, càng khiêm hạ mình nhiều chừng nào thì giá trị đạo đức phẩm chất của người đó càng lớn nhiều chừng ấy. Người càng hạ thấp mình là người càng cao. Người tự cho mình cao đó chính là kẻ rất thấp. Đại chúng nhớ như vậy. Mai mốt mà mình định hống hách với ai đó, mình định bắt lỗi ai đó, mình định xem thường ai đó, mình định sỉ vả ai, thì mình nhớ là những việc làm này chỉ làm cho giá trị đạo đức, sự tu tập, phước báo của chúng ta mất đi thôi, không có lợi ích chi cả. Còn khi mà mình muốn khen ngợi ai, muốn ca ngợi ai, muốn niềm nở, muốn vui vẻ với ai, thì chúng ta biết rằng mọi phước báo, mọi công đức, mọi phúc lành nó sẽ đến, và giá trị của chúng ta sẽ được dâng lên cao. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe. Xin chúc đại chúng có nhiều sức khỏe, có một khóa tu an lạc, và mong rằng chúng ta sẽ là những vị phàm phu, nhưng trong cái nhìn của Bồ Tát, đó chính là trước mắt ta tất cả mọi người là Bồ Tát, vì mình ta xa lạc phàm phu, đã là phàm phu rồi, có một mình đi trong sanh tử thôi, có một mình đau khổ thôi, ráng cố gắng mà tu để cho lên ngang hàng với Bồ Tát. Kính lạy các vị Bồ Tát A Di Đà Phật.